không biết là có leo nổi không mà chưa gì thấy giờ thấy vậy mới được. Về mặt truyền thông là tốt rồi. Dạ. Rồi anh hiểu nè. Đây dấu này. Chỉ dấu. Hồi nãy anh Hiếu là người dẫn đầu, bây giờ tới anh Hoàng là người dẫn đầu. À, bé Hường nó tới luôn kìa. Wow. Đi bên nào? Bên này em lên cái đấy đó, đó mỏng đó. Ừ. Bên này hả? Dạ dạ. Đi lên đó, đúng rồi. À, anh Hiếu à, Hường tới rồi, hay quá. Rồi vậy? Ồ, thấy được, chứ sao không được. Có gì đâu không được. Bỏ cái chân qua đây. Bỏ cái chân qua đây nè. Bỏ một chân qua đây. Rồi. Hay quá. Hay quá. Anh Hiếu đeo bám vô địch luôn. Trong bóng đá gọi là phòng ngự là đúng bài luôn đó. Đeo bám miệt mài luôn. Đeo bám đối thủ. Không tha luôn. Đó. Ồ đây nè. Nấm trắng nhất hết trơn nguyên cái đá này. Dạ. Yeah. Nhìn nó giống như là anh. Nếu ơi. Wow. Đúng anh. Hay quá anh Hiếu ơi. Hay quá anh Hiếu ơi. Mọi người đi lên đây mọi người có đánh dâm. Ồ. Trời ơi, nguyên cái mỏm đá đưa ra. Có một cái nồi để cắm tối thì cắm chạy. Chạy chắc là để mấy bạn đốt bình minh đó. Ồ trời ơi, nó chưa nổ rồi nha, ghê quá. Nổ rồi hả? Làm gì bạn sắt? Ồ trời ta. Ừ hồi đó cái đó là nghe luôn á. Rồi đã ha, vô rồi, vô kè gần tới. Người mở cặp. Em nói. Đã quá. Thì em bảo là em tập được 9 tháng rồi. À. Có kết quả rồi. À, gì? Lõi nè Hương. Dạ. Loại cây nè. Không, mình nhìn thấy xoăn xùi vậy chứ. 21 km. Cái này là ngon lắm. Giờ mình lấy phòng lịch. Lấy búa mình đẻo một cái em đều biết là này. 19. Sao anh ta? Gì? Lấy búa đẻo à? Năm mình đi UTA là 2019 hả? Đúng rồi. 2019. 2020. Ai có 20 à, cái vụ mà vụ ấy chết người nè. Không 20 Đà Lạt á. Anh đi còn mấy lần luôn anh Hoàng? Ừ, năm nào anh đi mà. Còn đi nhiều. Năm nay đi Gia Lai. À, năm nay là đó. Anh Hoàng đi Gia Lai. Anh Hoàng còn biết cái giai của anh ai rồi không? Hả? Ai? Người nào? Hầu như là đang rất là mệt mỏi. Dở chân không cũng là cả một vấn đề. Nước là một điều mơ ước. Anh Hiếu là người khỏe nhất mỏi cõi. Giờ anh Hiếu phải tiếp nước rồi. Cũng hết. Đẹp quá mọi người ơi. Còn theo gốc cây lên. Rồi, đi nha. Rồi nha. Ok. Anh Hường là xung phong là Hường là người đi sau cùng. Bây giờ trở thành là anh là người bao đuôi. Anh Hiếu là người dẫn đầu, luôn luôn là người dẫn đầu.
Wow. Đây. Wow mấy anh. Đây dùm anh. Ôi quá. Nè, nếu ơi. Nếu nè nhìn nè. Ôi trời ơi. Ôi trời lên đây nhìn. Lên được tới đỉnh lên thấy sao nếu ơi. Anh ơi nè nè. Anh ơi. Đây khá rồi. Mai mốt nhìn lên đỉnh nữa nha. Qua. Đó là hồ Dầu Tiếng hả? À, hồ Dầu Tiếng hả? Hồ Dầu Tiếng. À, đây là hồ Dầu Tiếng. Bên đó có núi Cậu. Núi bên đó là núi Cậu. À, nhưng mà mình không thấy ha. À. Tại vì ở đó còn cái núi nữa. Đúng rồi. Wow. À, vậy? Nên leo cái núi đó. Kế hoạch là mình nên leo cái núi đó anh hả? Người đi đó. À, vậy hả? Thì chính ít người đi cho nên là nó mới đẹp, quang sơ. Giờ này là 12 giờ rưỡi. Hai ba không? Xuất phát từ lúc cái tao vác ghé 8 giờ. 4 tiếng lên được tới đỉnh. Giờ họ làm lại rất đẹp. Có một cái đoạn đang phá núi không cho mình quay. Rất là mệt mỏi đang kiếm gì ăn. Lên đây rất là mát, gió thổi giống bà Nà Hiêu. Wow, cũng rất là nhiều món ăn. Cái gì? Anh một cây à? Không ăn nhiều cây được đâu. Anh cái. Dạ dạ một cây. Cái nào ngon em? Trời. Em ơi, có bán nước xương sáo không? Dạ, đây không có xương sáo. Nên có nước gì vậy? Không, không, trời ơi, trà sữa là chết luôn. Có, à, cam đi, cho anh lên một ly cam, không được. Đã ít rồi. 55. 55, ở đó mình có một kem này là 20.000. Khoai để một chai nước này là, một chai nước là bao nhiêu? 20.000, chai nước là 20.000 mọi người ạ. Nói chung là đồ ở trên trời cho nên là lên tới trời rồi cho nên là bán giá cũng ở trên trời đó mọi người. Tại vì cái này là lên tới trời rồi. Cái này món ăn này. Này là mình. Anh ở trên đây nó cũng trồng cẩm tú cầu đó nè. Thiệt, nhưng mà sao chịu nổi ta? Trên đây nắng vậy sao nó chịu nổi? Đâu quá. Có thể là mình đi cao quá nhỉ? Từ từ nếu từ từ mình cũng giữ dằn thì cái chuyện giữ dằn thằng Hồng á, đúng rồi, nay mình đúng giữ dằn thằng Hồng hết là đương rồi. Nay mà không có hai đầu kéo này hỗ trợ không mệt. Nhưng mà không có sách là cứ bỏ anh Hoàng, đó là anh Hoàng kéo anh kéo trí kéo Đâu anh kia anh đi anh ở đúng rồi.